Cây này hình như hồi trước mình có quay một lần cho các bạn xem tham khảo. Cây này thấy anh em chạy còn chạy riêng. Rồi tiếp tục các bạn trong người xem nha. Hôm nay thì mình đã gặp được hai cây Kubota DC108X các bạn, 108 á. Một cặp chạy chung luôn. Phải nói là đỉnh cao của dòng Kubota. Tốc độ thì theo mình thấy thì nó cũng là một cây tốc độ lẹ, cây chậm nha. Một cây ở Sóc Trăng chạy đồng qua thì cái cây đó nó tốc độ hơn. Còn một cây ở địa phương thì cây này anh em còn chạy riêng, cho nên tốc độ thì nó cũng là sắp xỉ với 100 nha các bạn. Đang cắt giống lúa này thì OM18 các bạn, chạy rất đặc. Để mình quay sơ sơ cho các bạn xem tham khảo chơi ha. OM18 chạy không ra lúa ra gì. Các bạn nè, các bạn hết hồn luôn chưa nè, trời các bạn thấy chưa, anh lép không à? Đó phải nói luôn chưa nè, dạt dài dài luôn nè, còn gom nè các bạn ha, gom thưa 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 thưa. Tại cái nó ngay cái dòng mà máy này thì cái gần nó dài, cái gom chạy rất đạt. Bây giờ hai cây đang anh em đang bấm xuống dưới. Dạ, lúa thì rất đẹp nha. Hồi nãy mình cũng có dạch lúa cho các bạn xem. Đây là giống OM18. Cái miếng này cái họng nó dài ghê. Một cặp luôn. Một cây ở Sóc Trăng chạy đồng qua thì cũng nghe anh em nói, anh em đã chạy lại cái đây độ lên cái tâm là một tắc chính nha các bạn. Tắc gin nó thì 7 tắc 7 mấy thôi. Tâm rin. Ở cây trước đây này, cây ở địa phương. Cây này anh em còn chạy rin nè. Dàn vào hình như anh em cũng chưa tăng tua luôn. Còn cây bên đây là cây của Sóc Trăng chạy đồng. Cây này anh em đang chạy là tâm tắc chính. Nó đẩy phào lắm. Chạy quá màu luôn. Hai cây chạy qua lại muốn banh nè. Quá khối nha các bạn. Cây sau này mà chịu đẩy là cây trước mình chạy không kịp. Tại mình thấy cái tốc độ nhanh hơn. Chênh lệch. Tại anh em đang chạy tâm tắc chính mà. Qua ly thì bình thường. Có khối ăn sao rồi. Tính ra mình quay nó cũng không được đẹp khung nha các bạn, tại do nó khối á, quá khối. Lúa ở đây thì tầm cũng khoảng 800 ngoài 900, 800 ngoài 900 kg các bạn. Năng suất thì thấy cũng được, lúa thì cũng như mấy vùng trên, cũng bắn máy bay tùm lum, lép đủ thứ. Cặp 108 luôn ghê. Cây ở Sóc Trăng, một cây ở Hậu Giang. Trước mình có quay một lần cho các bạn xem tham khảo nè, không biết phải hay không nha các bạn. Cái này chở Hậu
Giang mà ở đây á. Cái này thấy anh em chạy còn chạy riêng. Chính nè, cái này tốc độ vượt mau lắm. Cái hơi nó quá tĩnh nha các bạn, các bạn nghe hơi nó tính ra càng cái hơi nghe quá ngọt. Hai cây này chạy mau kịp quay 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 lại rồi nè. Trời. Cái này rồi không biết anh em chạy đâu đây, chắc chạy qua miếng bên kia quá. Ở đây người ta sợ mưa đó các bạn, bởi giờ anh em tranh thủ đốt gom quá trời luôn. Ở cho nên mình quay nó cũng không có được đẹp luôn á. Hậu dài ghê ha. Rồi xong rồi đó. Rồi chắc qua bên kia. Rồi xong một chủ. Rồi gì chắc anh em qua miếng bên đây nữa các bạn. Xa quá rồi, xa quay đó. Quá xa luôn. Tính là nó dài ha. Ở trong cái thùng đó thì cũng có hỏi với anh em thì anh em cũng nói nó bằng thùng 100 thôi. Cái hậu dài như nhau các bạn, hàm cũng bằng. Nhưng có cái là cái lưới nó dài hơn. Lưới nó dài hơn tại người ta thúc cái đầu lăng ngắn lại. Cho nên cái lưới nó dài hơn các bạn. Qua bờ, qua bờ. Rồi vậy là qua bên miếng đó rồi ha. Rồi, cây này thì cũng tập trung qua luôn. Hai cây đang chạy chung mà. Cây này thì tùm tắt chính nha. Tiếp tục qua đây bấm chung với anh em luôn hai cây. Anh em chạy đâu trời?
chạy qua đây. Người thái giặt bên.